Được rồi. Chào mọi người. Đấy đó, được rồi. Xử lý mãi mới được. Cứ tưởng không được. Bốn người rồi, chúng ta nhanh để còn học sớm nhỉ. Chào mọi người, mình là Hoè, là giám đốc Học viện Thẩm mỹ Hoa Sinh. Thì như đã hẹn với mọi người thì hôm nay vợ chồng mình sẽ live stream để hướng dẫn cho mọi người cái bài học về môi. Mới từ sáng thì cũng có hướng dẫn cho mọi người một bài, vợ mình đã hướng dẫn rồi, là trực tiếp trên khách. Thì chúng ta có thể chào nhau một chút nhỉ. Có khoảng 10 phút để làm quen và 40 phút để học. Chào Sadi Trần, chào Phan Luyến nhé. Các em có thể chào Nam em. Cái này thì anh sẽ cho người inbox tư vấn cho em sau nhé. Hiện tại thì là cái thời gian này là cái thời gian để học, học online nhé. Tất cả những cái kiến thức thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn lần lượt nhé. Có thể có những cái bạn mới và có thể có những cái bạn cũ ấy. Thì mong mọi người là cứ từ từ. Chào Nguyễn Thanh Thúy Thủy. Nam em có thể anh sẽ trả lời câu hỏi của em sau em nhé. Mọi người là chào nhau một tiếng nhỉ. Chào nhau thả tim và like share post đi để cho nhiều người xem hộ mình. Để tranh thủ đợt này mình cũng có rất là nhiều học viên ở nước ngoài học á. Thì các bạn nào mà ở nước ngoài á đã biết đến Eva thì có thể lên YouTube ấy, search là full sum, nói chung bất cứ cái từ khóa gì liên quan đến full sum là sẽ nhìn thấy Eva Sinh, Học viện Thẩm mỹ Eva Sinh ấy. Mình có tất cả những cái bài học rất là cụ thể cho mọi người học online miễn phí. Vậy mình cứ, vợ chồng mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nó bị lỗi mạng nãy giờ mới vào. Được chưa? Được rồi. Chào Trần Kim Thu. Bao giờ thầy cô về tí vô thăm lớp Hồ Chí Minh? Nhớ tí quá. Ok. Cái này thì anh cũng không dám nói trước, nhưng mà sẽ sớm thôi em. Khi nào mà tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp ở trong đấy thì anh sẽ là người vào trước. Chào Hồng Phan. Mọi người là giới thiệu với nhau một chút nhỉ. Mọi người comment tỉnh thành mà mình đang sống đi. Mình sống ở đâu? Nơi lắm nào? Đây là đào tạo, biết đào tạo. Biết đào tạo mà. Tưởng lớp mới. Bí quyết là môi nhanh nhé. Vậy em toàn là môi 2 tiếng rưỡi thôi. Không vừa rồi toát mồ hôi với cam môi, không hiểu sao cứ chạy máu lên lau đi chẳng đọng thế nào. Lát nữa mình có hướng dẫn về cái vấn đề làm môi không bám màu nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là phun môi thông thường và phun môi cho những người mà khó bám màu. Có sẽ hai cách cho các bạn nhé. Ok. Cái đấy là cái cuối cùng. Cho nên là ai kiên trì đến cuối cùng là sẽ được học nha. Cái vấn đề xử lý cho môi không bám màu là sẽ là cái cuối cùng luôn. Hướng dẫn cuối bài. Cuối bài đấy. Cho nên là ai kiên trì ở lại xem thì người đấy sẽ được học. Tao qua sẽ cửa lại anh tí con lên. Không, có cô Ngọc đúng không? Thêm cứ đóng cửa chẳng. Sợ mạng này. Mình cũng nói trước luôn một chút là nếu mà không may mà có phá đám của lũ nhóc thì cũng thông cảm nha. Đang dậy. Nay chúng ta sẽ học về môi nhá.
Hôm trước học bài về về mí rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về môi. Về cách chúng ta sẽ học về cách tạo tim môi này, cách xử lý thâm này, và màu này, cho những môi khó ăn màu này. Và cách ủ tê nhá. Cưới Phương Thảo ơi, mình sinh em bé hôm nay là tròn 3 tháng nha. Hôm nay bé tròn 3 tháng. Cho nên bắt đầu có rất nhiều thời gian để dạy cho mọi người hơn rồi. Gì vậy? Không, một môi học ở mực kia rồi. Cái tập mực rồi. Cái đấy là chuẩn bị. Dụng cụ mà bài học của chúng ta cần thiết đó là máy này. Hello Miu Miu, cô học trò. Đây cái sáng này đúng không em? Đây đúng không? Ờ đúng rồi. Dụng cụ của chúng ta sẽ cần là máy kim 1, ngòi 1, kim 3 tròn, ngòi 3 tròn, kim 3 dẹt, ngòi 3 dẹt nhá. Mình sẽ dạy các bạn đi cả kim 3 tròn lẫn kim 3 dẹt nhá. Còn thông thường nhất là mình hay làm mua bằng kim 3 tròn nhá. Nhưng mình vẫn dạy thì hướng dẫn là hướng dẫn tất. Bởi vì mình là nghề đào tạo mà, mình vẫn nói là mình làm nghề đào tạo thì mình vẫn dạy tất cả các bạn tất cả những thứ mà người khác làm. Cảm ơn Thúy Kiều. Hello Can Be. Thiếu một cái hũ mực ta. Đây mình lấy ra. Cái Phương Thảo em mới nhận được hồi chiều mực à? Em mua mực mà em còn băn khoăn về cách sử dụng như thế nào thì có thể inbox mình hướng dẫn lại cách sử dụng mực nhá, cách pha màu mực nhá. Ngô Huyền Thanh ơi, có tê nào không đau khi làm môi không? Cái không đau này thứ nhất là tê, thứ hai là có liên quan đến cơ địa nữa nhá. Tại vì cùng một loại tê nhưng mà làm cho khoảng 5 khách thì sẽ có khoảng 3 khách không đau và hai khách, một khách thì hơi đau và một khách thì sẽ đau nhiều, có thể là như vậy nhá. Cái này liên quan đến cơ địa nữa. Cho nên là không có cái gì chắc chắn là làm không đau. Kể cả tiêm tê mà có khách vẫn còn đau, cho nên là cái này có liên quan đến cơ địa nữa. Nên không thể chắc chắn được là cái tê nào mà nó hoàn toàn không đau. Nha các bạn nhá. Thực ra có rất nhiều các bạn bán dụng cụ phun xăm nói là tê này hoàn toàn không đau một chút nào cả, nhưng không phải đâu, chả có cái gì là cái không đau cả. Các bạn nghĩ xem là cái kim mực nó đi xuống dưới da như thế, chắc chắn là phải có cảm giác rồi. Cái điều quan trọng là có những người thì không đau tí gì đó, nhưng có những người thì có sẽ đau trong mức chịu đựng được, còn có những người mà chịu đau kém quá thì sẽ là cái đau trong mức không thể chịu đựng được nhá. Nên chúng ta đương nhiên là cứ chọn cái loại tê nào nó cũng phải ổn một chút, ổn một chút, quan trọng là cũng là kỹ thuật đi nữa. Bởi vì cũng đã từng có khách hàng họ nói là họ làm môi ở rất nhiều nơi rồi, và làm rất là đau không thể chịu đựng được, nhưng mà khi họ đến với mình làm cho họ thì họ nói là cái đau mà mình đi mới là mình đi cái lực tay nó ổn, nó êm, nó họ đau trong giới hạn họ chịu đựng rất là ok. Quan trọng là cái kỹ thuật của các bạn nữa, các bạn đi nó phải thật đều tay đều lực thì khách hàng sẽ không bị đau quá mức. Nhưng các bạn đi là cứ chỗ sâu, chỗ nông, chỗ sâu, chỗ nông, nhấp thì người ta sẽ rất là khó chịu. Đó. Cho nên là chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ hoàn toàn bài học của chúng ta về môi. Cho nên tất cả những câu hỏi của chúng ta sẽ liên quan đến môi nha. Đừng có mình đang dạy môi thì hỏi về lông mày nhá. Tránh trường hợp như vậy mình nó sẽ bị phân tán tư tưởng nhá. Cho nên là các bạn sẽ tập trung, những bạn nào có câu hỏi về môi thì chúng ta sẽ tập trung hỏi về môi. Hôm nào học bài về lông mày chúng ta hỏi về lông mày. Như thế thì bài học của chúng ta sẽ tiến hành tốt đẹp hơn. Anh cho cái này cho em ấy. Quên cầm ra về. Cho em xin luôn găng tay nhé. Cho em cái bút chì đâu nhỉ.
đừng đi xa quá Minh Miu ạ. Tại sao? Ý em bảo là đang học môi để chỉ hỏi về môi thôi. Cho em hỏi môi phun xong bị mụn nước là do đâu? Môi phun xong bị mụn nước là do hai vấn đề nhá. Có vấn đề liên quan đến vệ sinh trong quá trình làm của các bạn. Và có một vấn đề lớn đó là do cơ thể của khách hàng. Bởi vì cái mụn nước được hình thành do cái virus herpes ấy. Cái không biết là gọi là gì, mình gọi là virus herpes. Nó được sinh ra tất cả hầu như là trong cơ thể của chúng ta đều có cái virus đấy. Và cái virus đấy sẽ sinh sôi nảy nở khi mà cơ thể của chúng ta bị yếu nhá. Khi cơ thể của chúng ta bị yếu thì cái virus đấy sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ tìm những cái khu vực đang tổn thương và sẽ mọc mụn nước lên. Cho nên là khi mà khách hàng làm môi xong, thứ nhất là người ta đang ăn uống bình thường và làm môi thì người ta không ăn được nữa, ăn rất là khó khăn ăn uống, mà nhiều khách lại còn kiêng luôn chả ăn uống gì, chỉ uống mỗi sữa thôi chẳng hạn, chả ăn uống gì, thì tự dưng là cơ thể bị thiếu hụt dưỡng chất một cách đột ngột. Thì cơ thể khi thiếu hụt đột ngột đấy thì bắt đầu cơ thể mình sẽ yếu đi. Vì sao mà khi làm môi xong mình sẽ luôn luôn kê cho khách hàng uống vitamin C để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đó. Khi cơ thể của chúng ta cái sức đề kháng nó yếu đi, cơ thể yếu đi thì cái mụn rộp đấy nó sẽ sinh sôi nảy nở lên và nó tìm cái nơi tổn thương là cái mơn môi để nó mọc lên. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Mụn rộp sinh ra là cũng nhiều khách hàng nói rằng chị bị mụn rộp là do bên em làm. Do bên em làm không vệ sinh. Đó, đổi cho lỗi cho người làm, nhưng hoàn toàn là chúng ta phải biết cách để chúng ta giải thích cho khách hàng là nguyên nhân là do có thể là cơ thể của chị nó bị yếu nhá. Và cái vùng môi đấy của chị nó đang tổn thương nên khi cơ thể của chị yếu, chị không ăn uống đầy đủ, hoặc là có thể chị ăn uống nó dính cái thức ăn vào chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn tới cái mụn rộp đấy nhá. Và lát nữa mình sẽ ghi cho các bạn cái thuốc kê cho khách hàng sau phun môi nhé. Bài môi hôm nay cũng khá là dài, cho nên chúng ta sẽ tập trung vào bài môi nhé, tập trung vào để học nhé. Có 30 phút để học thôi, nên là mọi người cố gắng tập trung nhé. Hỏi sẽ trả lời sau. Môi em bữa trước được anh học viên bên spa làm giờ lên màu đẹp lắm chị ơi. Ok Đoàn Liên. Và mọi người có một cái nhờ mọi người này. Không phải quảng cáo, nhưng mà đây là chỉ là những cái một cái live stream nhỏ. Thì các bạn muốn xem đầy đủ những cái video ấy thì các bạn có thể vào cái học viện vào YouTube ấy, xong rồi các bạn search là học viện thẩm mỹ Eva Sinh thì có tất cả những cái clip mà mình hướng dẫn đầy đủ ở đó để mọi người có thể xem lại nhé. Mọi người có thể nhấn subscribe, nghĩa là nhấn theo dõi kênh, và nếu mà được ấy, thì mọi người share cái post này để cho mọi nhiều người nữa biết hơn, nhất là những người mà bạn ở trên bạn bè trên toàn thế giới. Hiện tại là mình cũng đang dạy rất là nhiều những cái bạn ở nước ngoài, Mỹ, Úc, Đức, Thụy Điển, Macau, Đài Loan, Trung Quốc. Trung Quốc thì ít hơn. Đài Loan, Bắc Kinh, rồi Đài Loan, rồi Macau. Thì hôm nay có mấy người học Macau đó. Thì mọi người cố gắng hỗ trợ mình một chút thôi. Còn trong bài học thì mọi người chú ý là tất cả những cái gì liên quan hôm nay là mọi người học về môi, là cứ môi học thôi. Cách xử lý tất cả những câu hỏi về môi nhá. Chào Thảo Nguyên. Chờ chút mình trả lời nốt cho câu hỏi của bạn Candy này. Môi thì thông thường nó sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tuần đến 10 ngày đầu tiên là giai đoạn bong da non, tức là cái màu da của chúng ta là màu da non, là màu không phải màu chuẩn nhá, đó là màu da non. Giai đoạn thứ hai là từ 15 đến 25 ngày là giai đoạn mà môi sẽ có thể sậm xuống. Có những tình trạng môi các bạn nếu mà đi quá mạnh tay rồi sẽ bị thâm xỉn, và nếu các bạn đi ok thì nó chỉ hơi sậm màu xuống thôi. Đó. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ 1 đến 3 tháng là giai đoạn bắt đầu môi tươi dần lên. Cho nên bạn nào mà khách hàng của các bạn đang ở giai đoạn thứ hai mà sậm màu xỉn xuống thì cứ động viên khách hàng là phải bôi dưỡng thật là nhiều, và bôi buổi tối bôi thêm các cái dưỡng có thành phần, có thêm mật ong nhá. Nếu như cái dưỡng của các bạn không có thành phần mật ong thì các bạn sẽ bôi thêm mật ong mỗi tối nhá, thì cái tình trạng xỉn ấy sẽ nhanh hết nha.
Học viện Evasin có dưỡng chống môi thâm loang nhá. Chúng ta sẽ dùng kim 1 trước các bạn nhá. Chúng ta sẽ dùng kim 1 trước để chúng ta đi viền môi nhá. Trước tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn về kỹ thuật phun trước nhá. Sau đó hướng dẫn về lý thuyết nhá. Hôm trước có bài lý thuyết phun môi chưa nhỉ? Lý thuyết môi nhỉ? Có rồi. Chả nhớ nữa. Tại sao lại chỉ YouTube thôi sao? Mà anh không biết nhớ. Bạn Bích Đặng Thị Bích à? Em xử lý như vậy được, nhưng mà nếu mà thông thường mà các bạn mới ra nghề mà đi 3 lớp ấy, tức là 3 lần màu ấy, thì nếu các bạn đi không chuẩn thì thường nó rất dễ bị loang màu và màu không đều. Cho nên thông thường mình dạy học viên của mình chỉ đi bằng 2 lớp nhá. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn kỹ cái vấn đề đi 2 lớp và 3 lớp. Làm môi bị sưng có phải do tê không? Thực ra tê, ủ tê xong nó đã hơi nề rồi. Nhưng mà sưng thì nó cũng là chuyện bình thường các bạn nhé. Quan trọng là sưng nhẹ nhẹ thôi. Sưng bù quá là hơi mạnh tay. Chúng ta sẽ tập trung nhá. Các bạn cần 3 loại mực này. Nếu như các bạn có điều kiện thì chúng ta nên mua mực để học nhá. Còn nếu không, các bạn đang làm nghề rồi thì có thể nghe và xem là ok là hiểu rồi. Đây là mực tập nhá, mực học nhá. Đây là mực tattoo xăm hình ấy, mình sẽ dùng để dạy mọi người. Chứ mình cái mực môi của bên mình cũng khá là mắc, nhưng mình cho vào để học thì nó hơi phí nhá. Mình sẽ dùng mực tập này để mình dạy mọi người này. Mình sẽ cần một chai trắng này, chai trắng, một chai cam tươi và một chai màu đỏ nhá. Mình sẽ dạy các bạn xử lý môi thâm đen bẩm sinh, thâm vừa và vào màu nhá. Mình sẽ dạy 3 bước. Mờ lắm à Miu Miu? Mọi người có thấy mờ không? Có vẻ mạng người hôm nay hơi kém, mình live stream mãi không được. Thế à? Mọi người có thấy mờ không? Tất cả mọi người thử trả lời xem có thấy bị mờ hay rõ mọi người, cho anh biết nào. Yến Huy ơi, nếu như có tròng thâm, tròng hồng là em đi chưa đều tay nhá. Lúc mờ, lúc không à? Hết mờ rồi à? Rõ mà. Rõ lắm, ok. Rõ thì chúng ta sẽ tiếp tục, mà mờ là không thể tiếp tục được đâu nhá. À, mình vừa bật quạt để cho ngồi đây là hơi muỗi một tí xíu. Mình vừa bật quạt, liệu mọi người có nghe rõ không? Nếu mà nghe không rõ thì mình sẽ tắt quạt đi. Bây giờ không phải là nhìn rõ không, mà bây giờ mình hỏi là nghe rõ không nhá. Ổn. Mình bật quạt có làm cho các bạn nghe khó không? Thấy rõ rồi nhưng có nghe rõ không? Cảm ơn mọi người nhá. Đồ An ơi, mình không có lịch cụ thể đâu. Mình sẽ thông báo lịch trước khi mình dạy. Lại mờ rồi à? Do mạng rồi. Thôi cái đấy mình phải chấp nhận thôi kìa. Thôi chúng ta cố gắng nhá. Chúng ta cố gắng nhá. Rồi chúng ta sẽ xem lại nhá. Rồi ok, mình sẽ nói to một chút xíu. Các bạn yên tâm là anh sẽ đăng lên YouTube và mọi người có thể xem lại nhé. Yên tâm đi, không sợ đâu. Cút chì là đâu đi. Cút chì. Anh có cho lòng to gì
ta vào bài học nhé. Các bạn sẽ học cách vẽ môi, vẽ tim môi. Nhưng mà cái vấn đề này thì thực ra sẽ khác nhau. Chúng ta sẽ vẽ theo cái viền môi của khách hàng nhé. Lưu ý một chút xíu này, em dặn một chút xíu đã. Các bạn thi các bạn vẽ viền môi nhé. Các bạn lưu ý này, khi các bạn vẽ viền môi cho khách này, nếu như môi khách bình thường chúng ta sẽ vẽ đúng theo cái viền môi của khách hàng nha. Môi khách đến đâu chúng ta vẽ đến đấy, để tránh tình trạng sau khi làm xong thì nó sẽ bị hai môi nha. Còn trường hợp khách môi dày muốn thu mỏng môi, muốn thu cho môi mỏng đi thì chúng ta sẽ làm bên viền trong của môi nhé. Môi nó sẽ có viền trong ở giữa và ở ngoài. Thì chúng ta sẽ, nếu như khách muốn thu viền môi, chúng ta sẽ đi vào viền trong của môi nhá, viền bên trong. Chứ đừng có thu hẳn vào trong lòng môi mà phải thu viền bên trong nha. Còn khách muốn môi mỏng mà muốn nó dày hơn chút, chúng ta sẽ đi viền bên ngoài nha. Các bạn lưu ý nhá. Lưu ý trong vấn đề đi viền. Trường hợp mà nó trôi comment lát nữa mình sẽ trả lời lại nhá. Chúng ta sẽ tiến hành bằng bài học, bởi vì bài học môi khá là dài. Okay. Không biết là hôm nay có học được hết không? Chúng ta cứ học đến đâu hay đến đấy. Không hết thì ngày mai chúng ta tiếp tục nhá. Rồi, mọi người thả tim cái để học. Quên mất không mang da mới về cho nên là phải học lại trên cái da lông mày. Thôi không có thước, bây giờ mình đang vẽ tay bo một tí vậy. Thì sáng bo cầm về mình quên. Thôi rồi, ok. Các bạn có thể vẽ một đường thẳng đây này. Rất dần dã. Cái gì cũng có thể dùng được hết mà, không có gì hết. Chia đôi cái đoạn đường thẳng này ra này. Gióng lên. Để chúng ta vẽ tim môi mà. Nhà nghèo không có thước. Rồi. Các bạn lưu ý này, tim môi các bạn có thể vẽ thành, các bạn có thể vẽ chỗ này cho mình là thành chữ V này. Chữ V này. Đó, chúng ta vẽ chữ V này. Thì tim môi như vậy nha. Còn bây giờ các bạn nối này. Các bạn có thể kẻ hai đường như này cũng được để cho nó cân nhau này. Đó, cho bạn nghe này. Mọi người thông cảm là đồ dùng để hết ngoài học viện đấy. Buổi tối nhiều khi hai vợ chồng cũng bận con cái nên là không cầm về được. Mọi người thông cảm nhé. Dùng cái bút kẻ không được. Cái quan trọng là mọi người hiểu bài là được, thông cảm là được rồi, ok. Cái đấy không phải là vấn đề quan trọng đúng không? Quan trọng là các bạn học được gì thôi. Nhiều khi nhiều nơi họ rất là hoành tráng nhưng đúng mà rồi thì... nhiều nơi họ dạy rất là hoành tráng, mình thấy mình dạy hơi thô sơ. Mình thì mình cứ dân dã thôi. Con nào mình chơi vậy. Thực tế quan trọng nhất là học được cái gì thôi. Rồi, chúng ta vẽ môi cười một chút xíu nhá. Môi cười tức là có cái khóe một chút xíu bay ra này. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái đây là gọi là viền môi trên này. Mọi người thấy rõ đúng không? Viền môi trên này. Anh sẽ đăng lại nhá. Nhìn nữa. Đó, viền môi trên này chúng ta sẽ cho hở một chút xíu ra giống như là hở răng ấy nhá. Cũng có hơn 100 người xem rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cho môi dưới này. Các bạn đừng vẽ mỏng quá, chúng ta khó học nhé. Nam đưa người em có thể kết bạn Zalo với số điện thoại của anh, xong rồi em hỏi, em gửi hình ảnh của khách cho anh xem nhé. Số điện thoại của anh là 0955 66030 nhé. Anh các bạn vẽ môi như vậy nha. Đó. Ok, nhìn thấy môi chuẩn rồi đúng không? Các bạn vẽ môi như vậy, sau đó chúng ta sẽ đi viền môi nha. Cũng giống như là các bạn dùng bút định hình ấy, dùng bút định hình màu đỏ ấy để chúng ta vẽ viền môi cho khách hàng nhé. Sau khi ủ tê xong, các bạn sẽ dùng bút định hình màu đỏ để vẽ viền môi cho khách hàng, tạo tim môi cho khách hàng nhá. Lưu ý một vấn đề này, các bạn tạo tim môi đừng tạo khoét sâu quá nhé. Khoét sâu quá thì bong ra nhìn thành nó lộ cái môi trên, môi thật với cả môi mới, môi full này này.
đừng quét sâu quá, nhìn nó rất là giả nhá. Nha, các bạn đừng quét cái phần tim môi này sâu quá này, các bạn quét vừa thôi, cố gắng tạo tim môi nó cân cân vào nhá. Chúng ta sẽ dùng một màu đỏ nhá, chúng ta dùng màu đỏ để chúng ta đi viền môi, giống như làm như quy trình trên môi thật ý các bạn nhá. Dùng màu đỏ đi viền môi. Chờ chút nha, mình đang bóc cái chai mực mới. Comment lát nữa mình sẽ trả lời nhá. Hoặc là trong quá trình làm anh đọc comment nên em sẽ trả lời cho các bạn. Em có tập trung nhé. Mạng kém quá, ok, anh xin lỗi nha. Anh quay những cái phần này này. Ở đây. Anh cứ quay mỗi môi không? Ta sẽ dùng màu đỏ nha. Đang lấy mực ra. Chạy mới xem bắt ra ta. Một phát nó bị tắc ở đâu đấy à, nó còn một cái lớp màng nữa. Nó còn một cái lớp màng đây, mình không biết. Ra cầm mà bóc. Thế thì sao ra? Đây, mọi người nhìn thấy mực của mình không? Đó. Xem trong lúc chờ đợi thì mình tự pha, tự đóng gói nhé, chứ không hề mua nhập cái nào cả nha. Mọi người xem. Đây, những cái size lớn. Mực Hàn Quốc các bạn nhé. Những cái size lớn đó. Mực của mình không phải mực Mỹ đâu nhé, mà mực Hàn Quốc bạn nhé. Không phải mực châu Âu, mực châu Á. Châu Á nó mới hợp với cả làm cho người Việt Nam mình. Ở Đức, một số sản phẩm mực ở Đức mình cũng nhập về nhưng mà nó không phù hợp với cái da vàng của người Việt Nam. Nên là mỗi nơi nó có một cái phù hợp riêng ấy. Nên mọi người cũng phải chú ý cái việc đấy nhé. Ok, mực đã ra. Đó. Chúng ta sẽ dùng kim một để đi viền môi nhá. Lưu ý này, chúng ta phải đặt cái da theo chiều ngang với mình nhá, giống như khách đang nằm ấy. Đây là mình sẽ nằm vuông góc, ngồi vuông góc với khách nhá. Kim một nhá. Chúng ta sẽ đi kim một nhá các em. Các em chỉnh máy này, làm sao cũng giống như mày thôi, nó chỉ đi là như đi khung lông mày, nhưng phải dìm kim hơn nhé các bạn nhá, dìm kim là miết kim hơn, chốt cái kim mà. Để kim già một chút. Các bạn nhìn kỹ nha. Các bạn dìm kim không nhấc máy nhé. Anh lấy cái điện thoại anh che mất cả tầm nhìn của em. Tại vì cái tay của em nhấc này. Quay nó sẽ sát. Mọi người có nhìn rõ không? Đi dìm kim không nhắc máy nha. Đi viền trên môi khách cũng đi như vậy nhé các bạn nhé. Đi nét mảnh này dìm kim xuống.
Không được đi hời hợt phẩy phẩy đâu nha. Tay thì phải có cái cách để học có cái bài tay ấy em nhé. Thì như anh nhớ về bài 4 như thắng nhé, bài số 4 của trên cái YouTube của anh hướng dẫn là cái cách cầm bút ấy, đặt tay trên 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 khuôn mặt khách ấy. Nên là em lên YouTube em search nhé. Đi trên môi khách thì không phải đi cái trong lòng môi này rồi, nhưng mà đi trên da giả các bạn đi nhé, lát mình lau đi là mất cái viền này. Cái khu đấy là cái khu viền trong bên môi viền răng ấy, nên là mình cứ tạo luôn để cho nó học trên da giả là cần phải đi. Lưu ý đường đi các bạn đi chậm tay thôi. Khi các bạn mà học đến cái bài môi này mà tán đẹp rồi thì đến đây làm tán trên, đi trên môi nó rất là nhanh thôi. Thông thường môi mình dạy ở học viện các bạn chỉ học khoảng 1-2 buổi là xong. Lông mày mới có nhiều thứ để học. Lông mày thì có bên mình học là có những cái kỹ thuật khó, ví dụ như là thêu này, ombre này, đi chạm này, tạo hạt này, điêu khắc này, phong thủy mày. Tất cả đều có hết. Nhưng cái đấy mới khó. Còn các dáng thì có dáng Hàm, dáng Thái, Hàm Thái, dáng Tây Âu. Nói chung là nó cũng xoay quanh thế thôi. Còn người ta quảng cáo thì người ta bảo cái này, người ta bảo cái kia. Nhưng xoay quanh nó chỉ có bốn cái dáng đấy các bạn nhé. Ví dụ như một số bạn bên Đức học thì các bạn hay làm theo cái xu hướng là Tây Âu ấy, thì là nó hếch lên và nó cong sâu. Còn hàm thì nó ngang, Hàm Thái thì nó hơi vừa vừa. Ở Việt Nam thì thường là sử dụng những cái dáng như là dáng Hàm Thái là chủ yếu. Còn cái công nghệ thì thường là sử dụng full là nhiều nhất. Rồi đợt này thì như ở học viện mình có học cái công nghệ là 3 trong 1, nghĩa là cái công nghệ là kết hợp giữa điêu khắc, vi chạm và thêu. Thì cái đấy là các bạn sẽ được đây mình cho các bạn xem một tí để cái tay là 3 trong 1 đấy. Khi các bạn đi viền môi cho khách hàng xong nhá, chúng ta đi cái màu về môi này, vẽ trên da giả này nó lẫn vào cái màu chì thì có thể là nó sẽ hơi thâm thâm một tí nhé, hơi thâm thâm một tí. Hoàng Hòa Sài Gòn thì anh có cơ sở rồi, Hoàng Hòa nhé. Chứ còn anh chị thì khi nào mà lễ tốt nghiệp lúc khóa K1 ở Hồ Chí Minh ấy, mà tổ chức thì anh chị vào thôi. Chứ bây giờ em hỏi anh là khi nào thì cũng khó trả lời. Lẫn một bút chì nên ra nó hơi thâm nhá các bạn, quan trọng các bạn hiểu là được nhá. Cái này là da, xin lỗi là cái da hôm nay mình cũng không cầm về da mới. Cái da này là da đã làm trên phun mày rồi nên là nó cũ. Cái chì mình vẽ đó, xong mình đi vào mực nó sẽ lẫn vào, nó hơi thâm, không vấn đề gì nhá. Cái điều đấy không vấn đề. Quan trọng là các bạn okay. Hiểu nhá, các bạn hiểu là được nhá. Chúng ta sẽ đi viền bằng kim 1 nhá, sau đó chúng ta sẽ trên mẫu của khách ấy, chúng ta sẽ ủ tê này, vẽ khung này, đi viền này, quy trình các bạn nhé. Ủ tê này, cách ủ tê là chúng ta sẽ ủ tê tê miếng môi chuyên dụng này, ủ tê miếng 15 đến 20 phút, sau đó các bạn bóc miếng tê ra, các bạn sẽ vẽ viền môi, đi viền
đi viền môi này, sau đó chúng ta sẽ đánh xước môi nhá. Các bạn nhìn mình đánh xước, các bạn có thể đánh luôn bằng kim 1, có thể thay kim 3 để đánh nhá. Mình sẽ thay kim 3 để đánh cho nó nhanh này. Đánh xước môi này. Trong lúc chờ đợi thay kim thì cái bạn IQ Nguyễn đây hỏi là đăng ký học xong có được hỗ trợ việc làm không? Thực ra là tất cả những học viên tại Eva Sinh học ra thì hiện tại là chưa có ai thất nghiệp. Tất nhiên là cứ chưa ra đến nơi là các bạn đang một là có việc làm, hai là về mở cửa hàng hết. Đó. Nên là em yên tâm về vấn đề nghề. Còn về mức lương thì như anh biết được là các bạn cũng kiếm được khoảng từ 5 đến 7 triệu một tháng. 5 là thấp nhất rồi. Đấy. Còn có những bạn kiếm được mười mấy 20 triệu thì mình không dám nói. Nói cái mức thấp nhất thì cho dễ. Rồi, mình sẽ dùng thông thường mình sẽ dùng kim ba tròn các bạn nhé. Mình dùng kim ba tròn nha. Mọi người căn chỉnh tròn kim là ok. Không có hương còi nhé. Hiện tại nhà Eva Sinh thì chỉ có những cơ sở như sau: Hà Nội hai cơ sở, Hà Đông và Bùi Sương Trạch 292 Bùi Sương Trạch Thanh Xuân Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương nhé em nhé. Các bạn nhìn bật kim này, để kim này đó. Anh bắt led cho em cái đầu kim đi. Đinh mình đây là mình đang bật máy nhá. Để em kim dừng, tầm này dừng, là vừa nhá. Dừng thì nó thụt vào. À đấy. Mọi người nhìn thấy không? Nói chung là nó thòi ra khoảng 2 ly. Tại cái máy này là máy phổ thông cho nên là nó không có độ chỉnh kim. Có ở Đà Lạt không thì anh cũng trả lời luôn là không nhé. Rồi, sau khi các bạn đi viền khung bắt bạn đánh xước cho mình nhé, đánh xước nhá. Ở đây đánh xước là các bạn thể đánh luôn bằng cái mực mà các bạn có này, mực chuẩn bị làm ấy. Ví dụ khử thâm thì chúng ta đánh xước bằng mực khử thâm, còn nếu vào màu thì đánh xước bằng màu nhá. Đánh xước là chúng ta chỉ làm xước cái môi nhá, chỉ cần nhẹ nhàng phớt lướt qua thôi. Cái bước này chưa quan trọng là vào màu và biết gì đâu nhá, cái bước này chỉ là đánh xước thôi nhá, để cho nó xước, để cho tê nó ngấm thôi nhá. Đây là mình đang làm giống như quy trình làm trên môi thật đấy nhá. Mình đang làm quy trình cho các bạn đấy nhá. Đánh xước hết toàn bộ môi, đánh nhanh một chút xíu nha. Chỗ này là chưa phải là vào màu đâu nha, chỉ là đánh xước để cho tê ngấm thôi. Đánh xước cũng chỉ cần đánh nhẹ tay nhá, không cần mạnh tay nhá. Đánh kỹ. Kỹ nhưng mà nhanh tay chứ không cần phải đi cái chậm tay quá, bởi lúc này có thể môi khách vẫn còn hơi đau đấy. Lúc này là tê chưa ngấm kỹ đâu. Chúng ta sẽ đi xoáy hình bầu dục nha, hình bầu dục khít nhau. Đánh xước hết môi. Đánh môi trên môi dưới nhé. Có thể dài tay một chút cho nhanh cũng được. Tất cả các câu hỏi sẽ trả lời về sau nhé. Các bạn tập trung vào bài học đấy nhé. Mọi người mình không trả lời nhé. Đánh xước môi này, các bạn lưu ý này, cái viền môi của khách là sẽ vẫn còn hơi đau nhé. Các bạn làm cho khách bao giờ cái viền môi nó hơi đau, cho nên chúng ta cố gắng bảo khách chịu khó một tí xíu để mình đánh xước được cái viền ấy, ôm sát viền ấy, để lát nữa các bạn bôi tê vào nó sẽ ngấm tê xuống ấy. Đánh xước này làm cho tê ngấm sẽ lâu hơn các bạn nhé. Vừa nãy chúng ta mới chỉ là mình ví dụ nhá, coi như đang làm cho khách thật đi nhá. Vừa nãy chúng ta mới chỉ là ủ tê được khoảng 15 đến 20 phút thôi, sau bắt đầu các bạn vẽ khung đi khung và đánh xước này. Đánh xước xong, các bạn sẽ lau sạch sẽ và bắt đầu chúng ta bôi trong cái gói tê của các bạn sẽ còn nước ở trong đấy. Chúng ta sẽ lấy cái nước đấy chúng ta bôi một lớp lên trên môi khách nhá. Và để khoảng 5 đến 10 phút nữa nhá. Các bạn nhìn trên môi khách khi nào nó trắng. Không phải bên trong lòng môi nó trắng đâu, trong lòng môi trắng là chỉ là bợt tê thôi. Còn quan trọng là trên cái môi của bạn nó trắng thì là môi khách đã ăn tê, bám tê nhá. Chúng ta chỉ đánh xước như vậy thôi. Trên môi nó cũng chỉ là như thế này nhá. Chúng ta chỉ đánh xước nhẹ thôi để cho thì sau đó là các bạn dùng tăm bông, lưu ý là cái tăm bông mà dùng tăm bông nhựa để cho nó ngấm ít tê ấy. Hoặc là cái tăm bông ngoái tai thì các bạn xé bớt tê đi cho đỡ hút phải tê. Các bạn bôi hết cả lên môi của khách này nhá. Các bạn để 5 đến 10 phút. Khi nào nhìn thấy trong cái từ viền môi đến lòng môi này là giữa môi này nó trắng
chỗ nào trắng là cái chỗ để ăn tê, còn chỗ nào nó đỏ là cái chỗ chưa ăn tê đó các bạn nhé. Lưu ý vấn đề nhận biết là khách, môi khách có bám tê không, là môi khách trắng bợt ra, không phải bợt bên trong lòng môi này đâu nha, mà phải bợt ở từ viền, từ khung, từ chỗ giữa môi này, nó phải bợt ra thì nó mới bám tê. Còn nếu mà nó đỏ chứng tỏ cái môi đấy sẽ rất là nhanh đau nha. Đây là kinh nghiệm này, mọi người chú ý nha. Đó, các bạn lưu ý này, sau khi chúng ta đánh xước xong, chúng ta bôi sa tê xong, chúng ta sẽ để 5, nếu như khách mà không đau thì trắng bợt rồi khoảng 5 phút. Còn nếu mà khách môi khách đau thì chúng ta sẽ bôi 5 phút, sau đó chúng ta bôi thêm một lớp nữa lên để 5 phút nữa, khoảng 10 phút là tất cả nhé. Sau đó các bạn lau sạch sẽ môi cho khách. Các bạn bắt đầu tiến hành phun nhé. Bây giờ là mình đang hướng dẫn kỹ thuật trước nhé. Ví dụ mai hoặc ngày kia mà có ca môi thì mình sẽ hướng dẫn cách trực tiếp nhé. Như có một bài nào đấy hướng dẫn trực tiếp về quá trình ủ tê môi rồi. Có rồi. Ừ, đúng rồi. Đấy. Thì các bạn có thể xem lại nhé. Yên tâm là sẽ có bài trên khách trực tiếp cho mọi người xem. Và bây giờ chúng ta sẽ học khử thâm nhé. Các bạn lưu ý này, hai màu này. Quay cho em. Hai màu này là hai màu khử thâm nhá. Màu khử thâm tại Học viện Thẩm mỹ Avacin là màu trắng da nhá. Nó không phải là màu trắng tinh như này. Màu trắng tinh này, ví dụ các bạn mới ra nghề làm thì nó rất dễ bị bền màu. Cho nên là ở Học viện Avacin là màu trắng da các bạn nhá. Nhưng mà các bạn lưu ý là nếu chúng ta chưa không có màu trắng da, các bạn có thể dùng màu này được nhá. Cách minh màu như sau này. Lưu ý này, với môi thâm đen bẩm sinh, tức là da đen môi thâm, thì các bạn sẽ dùng phun một lớp trắng hết thâm nhé, phun kỹ hết thâm, sau đó các bạn phun lớp cam làm nền màu nhé. Phun lớp trắng hết thâm, sau phun cam làm nền, và sau 2 tháng sau thì khách mới được qua làm màu. Tức các bạn sẽ làm 2 lần, lần 1 là khử thâm bằng màu trắng, bằng màu cam đó. Lần 2 sau 2 tháng là khách hàng sẽ qua để chúng ta phun màu nhá. Nếu như các bạn phun vào màu luôn lúc này thì có tình trạng là môi sẽ bị loang và không đều màu, cho nên chúng ta chỉ đi 2 bước. Tức là bước 1, đây là trường hợp cho môi thâm đen bẩm sinh. Bước 1 là phun trắng đó, kỹ, hết thâm. Khi nào môi khách chuyển sang màu trắng, bắt đầu các bạn sẽ phun màu cam làm nền màu, làm nền môi và cho khách ra về. 2 tháng sau quay lại bắt đầu phun màu. Lúc đấy môi sẽ không còn thâm nữa mà có màu cam nhẹ nhẹ, thì phun màu lên sẽ rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đó, bước từ cách thứ 2 là cho những người môi thâm vừa. Môi thâm vừa nhé, là những người thâm do trì. Môi thâm vừa là chúng ta sẽ mix hai màu này vào nhau để khử thâm nhá. Mix hai màu với nhau khử thâm. Anh nhỉ? Còn 3 phát sữa đi. Còn 3 phát sữa đi. Rồi anh Giang bảo ba một câu đi. Thằng bé con nó đang bị khóc các bạn ạ. Em mới đánh xước phải đi bằng mực nhá. Đánh xước phải đi bằng mực. Đi bằng mực mà chúng ta chuẩn bị làm. Ví dụ như các bạn khử thâm môi thì sẽ đi luôn bằng mực khử thâm. Và màu sẽ đi luôn bằng mực và màu. Đàm Thu ơi, mình nói rồi đó, hôm nay chúng ta chỉ hỏi về môi nha, đừng hỏi về lông mày. Trên môi khách bị vết thẹo đi khoang mực thì chúng ta phải xăm nhá. Khi thợ xăm check kim các bạn nhé, các bạn check kim đi vào vết sẹo là ok, mực vào màu nhá. Khử thâm xong, đây chị đã hướng dẫn cái vấn đề này. Với môi thâm đen bẩm sinh thì các bạn sẽ đi làm 2 lần, tức là lần 1 là các bạn sẽ khử thâm bằng màu trắng trước này. Đó, sau đó các bạn phun màu cam làm nền môi này. Sau đó các bạn sẽ cho khách về và 2 tháng sau phun màu. Còn trong trường hợp môi thâm đen vừa, chúng ta sẽ mix hai màu trắng cam này vào với nhau để chúng ta khử thâm cho khách và chúng ta phun màu luôn nha. Chúng ta phải phân biệt được là tình trạng thâm nhé các bạn nhé. Cái này rất là quan trọng, các bạn phân biệt là thâm ở mức độ nào. Nếu như các bạn thấy da đen, da khách đen, môi thâm gì thì các bạn phải làm 2 lần như mình nói. Còn các bạn ví dụ khách hàng da trắng và môi thâm do đánh son thôi hoặc hơi thâm rồi thì các bạn sẽ mix hai màu với nhau. Ngọc Nhã Trương ơi, vừa nãy chị nói về vấn đề phun môi xong bị thâm rồi, lát em xem lại nhá. Bà đang cho bé uống sữa rồi, Nguyễn Thanh Thúy, Thủy hay Thúy đó. Nếu mà không được thì chắc là mình phải xuống, nhưng mà có vẻ nghe thấy im im rồi.
Hán Vi Nguyệt ơi, là mình thông thường làm môi mình hay đi kim ba dè ba tròn nhá, mình hay đi kim ba tròn. Đi khung môi, đi viền môi thì chúng ta sẽ đi bằng kim một nhá, cho đường nó mảnh. Và đánh đánh phun môi thì chúng ta phun kim ba tròn. Sari Trần ơi, khi làm mà lỡ lem ra ngoài thì các bạn trên thị trường nó có cái dung dịch xu hóa xóa hút tức thời đấy. Tức là có cái dung dịch đấy để các bạn hút ngược cái mực đấy ra. Miu Miu ơi, khách của em trổ màu hồng cánh sen sậm, bây giờ là họ muốn màu gì? Nhưng anh ơi, học một khóa bao nhiêu thì lát nữa anh sẽ inbox cho em nhá. Nguyễn Thanh Thủy à, ok. Rồi, sếp quay tiếp cho em nốt nào. Ok chưa? Đang pha sữa, thôi được rồi kệ. Nếu mà có dở thì mọi người thông cảm nhé, mệt quá. Đây nhá, mình sẽ hướng dẫn này, nếu mình nhắc lại một lần nữa, với khách hàng da đen môi thâm thì chúng ta sẽ phun màu trắng cho hết thâm, sau đó chúng ta phun màu cam và 2 tháng sau khách sẽ qua để giảm lại màu. Còn tiếp theo là mình dạy cách mếch mực cho môi thâm vừa này, các bạn lưu ý này, mắt các bạn phải nhìn tình trạng môi khách càng thâm nhá, càng thâm thì màu trắng càng nhiều, ít thâm thì màu cam nhiều, luôn luôn phải nhớ câu đấy. Màu trắng càng thâm, nếu mà môi các bạn nhận định bằng mắt của chúng ta nhá, nhìn môi khách hàng càng thâm thì các bạn càng pha nhiều màu trắng, và môi khách hàng ít thâm thì chúng ta pha màu cam nhiều hơn. Ví dụ thông thường, ví dụ môi thâm thật nhiều thì chúng ta sẽ, nhưng mà da trắng môi thâm thì mình sẽ thông thường mình sẽ mix 3 màu trắng và 1 màu cam, 3 giọt trắng 1 giọt cam. Môi thâm vừa phải thì mình sẽ mix 2 giọt trắng 2 giọt cam, còn môi thâm ít nhá, môi thâm ít thì mình sẽ mix 1 giọt trắng và 3 giọt cam. Thông thường mình sẽ cho 4 giọt trong một hũ mực nhá. Các bạn nhớ không? Nhắc lại một chút xíu này. Môi thâm nhiều thì sẽ là 3 giọt trắng, 1 giọt cam, thâm vừa là 2 giọt trắng, 2 giọt cam, thâm ít là 3 giọt cam, 1 giọt trắng. Đó, ngược lại một chút xíu các bạn. Nếu mà không nhớ thì lát nữa nghe lại và ghi ra nhá. Bây giờ mình sẽ pha như thông thường, chẳng hạn mình pha như thông thường thì sẽ là 2 trắng, 2 cam nhá. Hai trắng. Cái lọ này chặt thế, 2 cam. 2 trắng 2 cam nha, các bạn ngoáy nó lên nha. Pha nó lên này. Cô giáo này hơi bị thủ công, không có đồ đạc nữa. Vấn đề gì hết. Quan trọng là mọi người thấy giá trị là ok nhé. Thank you mọi người. Chúng ta lưu ý này, mực của các bạn pha, các bạn phải pha ngoáy thật là kỹ mà nhá. Nhiều bạn là ngoáy vài cái xong bắt đầu đã thôi rồi. Ngoáy thật là kỹ vào, riêng mực pha các bạn ngoáy thật kỹ, và thỉnh thoảng lại phải ngoáy lại lên nhá, trộn lại lên, nếu không nó sẽ lắng mực về vị trí của nó đấy. Trộn thật kỹ đó, nó sẽ ra màu hơi cam cam da nhẹ này, các bạn nhìn thấy không? Màu cam da cam nhẹ 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 này, đó, nó sẽ ra cái màu này. Để chúng ta xử lý thâm rất là ok luôn nhá, màu này xử lý thâm rất ok, lên môi rất là tươi nha. Còn trên thị trường nó có màu hồng nude, màu hồng da ấy để xử lý thâm. Nhưng lưu ý là các bạn muốn xử lý thâm bằng màu đấy thì thông thường là cái môi thâm vừa thì xử lý thâm màu đấy ok. Còn nếu như môi thâm quá mà các bạn xử lý thâm màu đấy thì bằng màu đấy thì nó không tươi môi. Cho nên mình dạy cho các bạn học viên của mình là mình, các bạn mua màu trắng và màu cam này, các bạn pha mức độ thâm nào các bạn cũng dùng được hết ấy. Mà bong ra môi rất là tươi nha. Lưu ý môi rất là tươi luôn với cái vấn đề xử lý thâm này. Đó. Mình thấy rách luôn rồi, màu ạ. Rồi, các bạn sẽ khử lý thâm nhá. Kỹ thuật phun thì như vậy, như mình nói vừa nãy, tức là chúng ta sẽ đi kim ba tròn và chúng ta đánh hình bầu dục nha. Bây giờ cần cái đấy sang bên đấy đi. Cái gì? Cái đấy sang bên đấy là đó, sao? Đó, cái đấy sẽ để cho mọi người. Hả? Thôi là cái mực này. Ok. Rồi, các bạn sẽ phun này. Các bạn lưu ý là hai bên khóe này, hai bên khóe là các bạn phải, đây là mình coi như mình đang dạy trên người đấy nhá. Hai bên khóe các bạn phải vét lên này. Các bạn hiểu từ vét lên không? Các bạn phải hất lên này. Hất lên này. Riêng cái khóe bên này các bạn hất lên bên này, cái khóe bên này các bạn đá lên bên này, hất nó lên.
Biết sao? Bởi vì nếu như các bạn phun xuống thì mực nó chảy hết vào trong môi khách hàng và trong răng khách hàng. Cho nên các bạn cho khóe là các bạn phải hất lên. Hất lên theo chiều về phía mình nha. Nó là hình bầu dục như thế này. Hình bầu dục như thế này. Đó, thế nhưng mà cái phần chiều hất về phía mình các bạn đi mạnh hơn, cái chiều ngược lại nhẹ thôi, hất về mình mạnh hơn, nhẹ hơn. Đó, các bạn hình dung ra không? Chúng ta sẽ hất về phía mình này. Đó, bao giờ cái chiều khóe bên này các bạn phải hấp về phía mình nhiều hơn này. Để cho mực nó dồn về phía này. Nó không bị chảy xuống răng khách hàng này. Đừng đi nhanh tay quá, đừng ngoáy tít lũ nên như là ngoáy cám mà chết đấy. Đi vừa phải thôi nha. Lực thông thường các bạn sẽ đi khoảng 3.000, 3.200 hoặc 3.500 nhá. Lưu ý là lực luôn tỷ lệ thuận với cả độ vẩy tay của các bạn. Đó, bên này các bạn vẩy lên thì bên này các bạn vẩy về phía mình thì bên này các bạn ngược lại hất lại nhá. Đó, hất ngược lại như này. Thông thường mình làm môi thì mình hay đi phần tim này trước này. Mình hay đi phần tim này trước này. Đó, mình sẽ đi ôm cái tim này, mình đi tim trước. Mình đi tim môi trước cho xong hai bên tim môi như này, cho xong hai bên cái tim môi này. Sau đó mình mới đi phần khóe này. Đó. Nhưng mà đi vào khóe trước cũng được, như nào trước cũng được nhé, chỉ còn là thói quen của các bạn thôi. Đi như thế thì nó sẽ khoa học hơn. Ví dụ như nếu như trong trường hợp các bạn mới ra nghề, các bạn sợ cái tình trạng môi bị sưng thì các bạn sẽ đi phần tim môi trước này. Các bạn sẽ đi phần tim môi trước như này nhé, các bạn đi xong phần tim môi, xong hai bên tim môi này này. Ví dụ như các bạn mà đi bên này nó đang sưng veo bên này lên này thì tự dưng đến tim môi thì sợ các bạn đi sẽ bị lệch. Nhiều bạn mà không định hình khung môi trước, viền môi trước nó sẽ bị lệch. Cho nên mình nhiều khi các bạn dạy các bạn là đi phần tim môi trước này. Đó, xong rồi đi hai bên khóe này xong. Mà thực ra là cái phần tim môi là cái phần mà sẽ khó bám mực nhất. Đó, nên chúng ta sẽ đi trước. Nhưng mà đi khóe cũng được nhá. Cái này là mình không phải là bắt buộc đâu nhá. Đó, chúng ta sẽ đi máy vuông góc với da nhá. Máy vuông góc với bề mặt da và chúng ta xoáy hình bầu dục xít nhau nhá. Mình sẽ đi trong khoảng rộng để cho bạn nhìn rõ đường kim. Xoáy hình bầu dục xiết nhau nha. Xoáy hình bầu dục xiết nhau. Đó, chúng ta sẽ đánh các bạn xoáy hình bầu dục xiết nhau. Nó gần như một đường thẳng đấy. Nhưng mà cái máy của các bạn không nhắc lên đâu. Nếu trong tình trạng các bạn phun này mà thấy nước mô và máu chảy ra thì các bạn phải lau ngay lập tức, không được để hút ngược lên ngòi. Nếu hút ngược lên ngòi các bạn phải chấm cái ngòi, bật máy này chấm cái ngòi vào bông để cho nhả mực ra nhá. Nó sẽ không bị loãng mực nha. Lưu ý này, phun môi các bạn phun chỗ nào xong chỗ đấy luôn nhé. Đây là mình dậy thì mình nhảy nhảy này thôi. Nhưng mà khi chúng ta phun lên người là phun chỗ nào xong chỗ đấy. Ví dụ chỗ khóe này thì chúng ta phải xong phần khóe này luôn. Mình đang dậy đây mình mới nhảy vậy nhá. Còn làm trên môi là phải làm chỗ nào xong chỗ đấy đấy. Đó các bạn đây, ví dụ đi khóe này nhá. Xong các bạn thấy ra nước mô thì các bạn phải lau đi liền. Hơi bất tiện đấy nè. Làm trên người là tay các bạn phải cầm sẵn bông nhá. Thấy ra nước mô là lau liền. Các bạn lưu ý này, khi các bạn phun bất cứ một cái màu gì là trên môi khách hàng phải biến thành màu đấy nhá. Phải biến đổi thành màu đấy thì nó căng ra, nhìn cái chỗ nào nhạt hơn là chúng ta phải nhét thêm vào nhá. Ví dụ như các bạn nhận biết như này trên da người này. Các bạn nhìn thấy cái chỗ này nó nhạt hơn một chút xíu này. Đó, cái chỗ này nó nhạt hơn một chút xíu này. Thì các bạn sẽ chỉ thêm vào chỗ đấy này. Chúng ta nhìn kim của chúng ta đưa đúng vào cái chỗ đấy thôi. Đưa đúng vào cái chỗ đấy thôi. Đó. Chứ đừng đánh hết cả là cái chỗ này nó vẫn nhạt. Mình sẽ không làm đều được màu nhá. Cái chỗ này để đó, chúng ta đi vào chỗ này không thôi này. Đó, để cho nó đồng đều màu với những chỗ khác đi. Đó, chúng ta lau đi kiểm tra. Đó, chỗ giữa này nó còn nhạt hơn chút xíu này. Và làm lên trên môi thật thì bao giờ viền môi cũng là nhánh bám màu nhất. Và lòng môi, giữa lòng môi này sẽ có khó bám màu nhất. Vì sao các bạn làm phun ra rất nhiều bạn bị cái viền môi đậm hơn lòng môi? Bởi vì cái viền môi bao giờ cũng rất dễ bám màu và bên trong lòng môi lại khó bám màu hơn. Cho nên là các bạn phải biết can nhìn mắt mình. Cái viền môi nó bám màu rồi thì đừng tang vào cái phang vào cái viền môi nữa, mà chỉ đi trong lòng môi này thôi cho nó đều màu bằng cái viền môi nha. Viền môi nhạt hơn lòng môi thì đẹp, bởi vì có thể nó sẽ thành môi xí muội. Nhưng mà viền môi mà đậm hơn là xấu lắm đấy nha.
chúng ta sẽ đi kỹ hết màu là được nhá. Khi mà ví dụ các bạn kiểm tra, các bạn kiểm tra mà cái khu vực chúng ta phun nó ok rồi thì bắt đầu các bạn kiểm tra nó ok, bắt đầu chúng ta mới chuyển chỗ khác nhá. Chúng ta sẽ chuyển nó ok đều màu rồi nhá, nó không bị cái chỗ nào hồng hồng nhàn nhàn nữa, thì các bạn sẽ chuyển sang vùng khác. Các bạn đánh tròn này, xoáy tròn này. Môi bình thường mà ăn mực thì các bạn cứ xoáy tròn bầu dục xít nhau cho mình như thế này là phun nó rất là mịn nhá, là cái bờ môi nó rất là mịn luôn. Các bạn xoáy xít nhau nhá, đừng xoáy tròn to quá, xít nhau chậm tay một chút xíu, đừng có nhanh tay quá, lực tay như này là vừa này. Các bạn nhìn cái chiều đi của mình này, là cái môi nó sẽ rất là mịn nhá. Các bạn cứ đánh đều lực nhá, các bạn lưu ý đừng có chỗ sâu chỗ nông, đều lực nhẹ nhàng thôi, thật là nhẹ nhàng thôi. Đây là cách phun phổ thông nhá, đây là cách phun môi phổ thông. Mình dạy thì mình sẽ rút ngắn công đoạn nhá, chứ nếu mà ngồi mà đánh cái môi như này thì lâu lắm, không có thời gian để trả lời các bạn đâu. Mình dạy mình sẽ rút ngắn công đoạn nhá các bạn nhá. Khi mà các bạn khử thâm môi xong thì các bạn sẽ phun màu khách chọn nhá. Lưu ý này, da khách càng đen thì chúng ta ưu tiên cho màu cam này càng nhiều nhá. Phun màu ấy, và màu cam nó sẽ làm môi tươi, cho nên các bạn mix màu thì nên mix bất cứ màu gì các bạn cũng nên cho giọt cam vào, môi nó sẽ tươi hơn nhá. Rồi, đây là kỹ thuật phun môi thông thường. Tiếp theo là mình sẽ dạy về kỹ thuật phun môi. Hôm sau à? Bây giờ bao nhiêu mấy giờ rồi? 10 mấy rồi. Ok à? Chắc là hôm nay không thể dạy được nhiều kỹ thuật phun môi. Thì hôm nay mình chỉ dạy khử thâm nhá. Kỹ thuật phun môi thì cũng khá còn nhiều thời gian mà. Rồi ok, chắc là không kịp hết thời gian rồi. Các bạn thông cảm nhá. Mình cứ mỗi lần mình dạy là mình hăng say là quên luôn thời gian. Còn thì nó khóc dưới rồi, còn thì thông cảm. Chúng ta sẽ khử thâm xong là khi các bạn khử thâm đều, bắt đầu chúng ta phun màu lên như bình thường nhá. Phun như bình thường này, xoáy tròn hình bầu dục này, xoáy hình bầu dục xít nhau này các bạn nhé. Và lưu ý cái lực hất về mình nhiều hơn cái lực ngược lại nhé. Đó, buổi sau mình sẽ dạy phun môi châu Âu và phun môi cho môi không bám màu và phun môi bị sẹo nhé các bạn nhé. Mỗi buổi một thứ. Đó, các bạn thử xử lý thâm bằng màu trắng cam này, sau đó các bạn sẽ phun màu lên như bình thường, đè lên nhá. Tại vì môi này có quá nhiều thứ để học. Mình sẽ trả lời một số các bạn trên này nhá. Và buổi sau mình sẽ dạy tiếp về kỹ thuật phun môi cho môi không bám mực nhá. Duyên Ki ơi, nếu không kịp thì nghe lại nhá. Anh sẽ cho cái video này lên YouTube và đăng lại, hoặc mọi người vào YouTube mọi người search là Học viện Thẩm mỹ Ava Sinh ấy, là sẽ xem được tất cả những cái bài học từ đầu đến bây giờ mà vợ chồng mình dạy nhé. Và mọi người có thể nhấn subscribe hay là nhấn theo dõi để theo dõi nhé. Thanh Hưng Nguyễn ơi, đi kim năm cũng được, nhưng đi kim năm nhẹ tay thôi nhá, không nó sẽ dễ bị bầm đấy. Và lưu ý là các bạn làm mà thì nhìn thấy môi khách càng ngày càng bầm lên, nó không tươi ra mà nó bầm lên là các bạn phải cho khách ăn uống tan máu bầm luôn nha. Họ muốn màu hồng cam thì em vẫn cứ phun màu hồng cam bình thường thôi Miu Miu nhá, không vấn đề gì đâu. Em cho cam nhiều lên một chút bởi môi nó càng càng nhiều cam thì nó càng tươi. Có một số bạn hỏi về Thái Suka, ok, mix trắng cam sau đó là đi màu, anh đang nói gì ấy? À, có một số bạn hỏi về cái khóa học online thu phí ấy. Thì những cái khóa học online thu phí thì các bạn có thể inbox page hoặc là kết bạn Zalo, và số điện thoại của anh là số điện thoại 0956030. Thì cái cách học là các bạn sẽ được add vào cái nhóm kín để học nhé. Vì hiện tại là lớp học cũng có khoảng hơn 100 bạn đang học rồi nhé mọi người. Thái Sukai đúng rồi nhá, em nhắc lại như vậy là đúng rồi. Pha bằng cam tươi hay cam gạch? À, thực ra là chị là hay dùng cam tươi nhá, bởi chị hay mua, ví dụ chị mua, các bạn mua màu cam tươi này này thì các bạn mix màu và đánh nền màu môi luôn thì nó sẽ rất là tiện dụng. Bích Ngọc ơi, muốn xem lại thì em lát nữa em cứ xem lại thôi.
hoặc là vào YouTube nha mọi người. Phương Trinh ơi, chị có mực để làm cho khách nhá. Duyên Kỳ ấy, lát nữa xem lại nhá. Pha da hồng với cam. Da hồng với cam thì nó cần trắng, mà thì nó với môi thâm nhiều thì cần trắng, nó sẽ khử thâm mạnh hơn. Xuân Dù ấy, lát nữa anh bắp cho bạn ấy nhá. Ok. Dương Thắng, sao anh phun không thấy chảy máu? Phun xong nhìn nó mịn nhưng bong ra không được đều màu. Em phải căng ra kiểm tra xem màu đều chưa thì mới được, chứ nhiều khi em lau chưa kỹ chẳng hạn, em kiểm tra chưa kỹ, em phải căng hết các chiều môi để em kiểm tra nhá Dương Thắng nhá. Chứ chẳng có chuyện là em phun em căng ra thấy đều rồi mà bong ra nó không đều đâu. Chỉ có đều do lực tay của em thôi. Xử lý thâm mà cho người da đen môi thâm thì 2 tháng sau mới nên phun môi tiếp các bạn nhé. À, cảm ơn Nguyễn Thanh Thủy. Thái Suka, chị dạy tất cả điêu khắc và thêu nhé. Miu Miu ơi, môi hồng cánh sen rồi không phải xử lý thâm nữa đâu em. Em cứ thế là phun màu luôn. Hán Vi Nguyệt ơi, lát nữa anh inbox cho em nhé. Ok, can be. Cú tễu làm xong môi khách bị sưng thì em cho khách hàng uống alpha choy, ngậm alpha choy dưới lưỡi nhá. Tại vì sưng thực ra là kim chạm vào môi thì nhiều người cơ địa người ta dễ sưng, là nó vẫn sưng thôi. Các bạn lưu ý là chúng ta cũng không nên chườm đá nhá, bởi chườm đá làm ướt môi nó rất dễ bị viêm. Làm xong rồi để cho môi khô, môi càng khô càng tốt thì nó sẽ đỡ bị viêm chảy nước. Nếu mà làm môi xong mà môi khách vẫn cứ chảy nước mô ra, các bạn bảo khách là cầm cái bông thấm thấm nó đi nhá, đừng để nó nước mô nó bong ra làm cái lớp vẩy, nước mô nó đọng lại trên môi làm lớp vẩy của chúng ta nó dày. Hàn Vi Nguyệt ơi, lát nữa anh ấy sẽ inbox cho em nhá. Thanh Hương Nguyễn ơi, mình đi kim ba tròn là thông thường mình đi kim ba tròn, tại mình dạy học viên là mình dạy cho các bạn chưa biết nghề và mới ra nghề, cho nên mình dạy những cái gì nó an toàn nhất nhá. À, Nhung Phúc ơi, có thể là em đi chưa đủ màu, có thể là mực em đi chưa đủ, có thể em đi nhẹ nhàng quá, nhẹ nhẹ quá mức nó chỉ bám nhẹ trên bề mặt thôi thì bong ra nó có thể nó hết màu luôn nhá. Em đi không môi không thể đi hời hợt quá đâu nhá, môi đi hời hợt quá là bong ra nó cũng không có màu đâu. Các bạn đi vẫn phải đủ, không sâu kim quá mà không được hời hợt quá. Hương Trần ơi, chị hướng dẫn về cái thâm nặng rồi nhá, em xem lại video nhá. Dương Thắng ơi, môi bị mụn nước. Chị vừa nói vừa nãy giải thích ban nãy vì sao mụn nước rồi nhá. Còn khi mụn nước thì em sẽ cho khách ngâm môi vào nước muối 2 đến 3 phút, ngày làm 2 đến 3 lần, sau đó bôi Acyclovy hoặc là Mango Herbin 5% nhá. Bôi vào vết mụn nước nhá. Ngày bôi 3-4 lần mà. Hương Âu ơi, chị có mực nhá. Môi đã từng làm cho khách uống thuốc cầm máu trước khi xăm không? Máu ra nhiều, uống thuốc cầm máu. Chị chưa bao giờ phải cho khách uống thuốc cầm máu. Nếu mà ra máu nhiều là cứ ra máu nhiều em phải xử lý trong vấn đề. Bài sau là chị sẽ dạy về cách phun môi cho người ra máu với nước môi nhiều nhá. À, trên thị trường có tê tang cầm máu đấy, tê tang chuẩn đấy các bạn nhé, thì bôi nó sẽ đỡ, nó sẽ cầm máu hơn đấy. Sau khi phun môi bị thâm thì em cho uống luôn tan bầm nhá, long huyết tan bầm nhá, uống 2-3 ngày là ok. Màu khử thâm là màu trắng da hay trắng tinh vậy? À, em làm màu trắng da nhá, mới ra nghề thì làm màu trắng da cho an toàn. Màu trắng tinh thì các bạn đi chỉ sợ là nó hơi bệt màu. Còn nếu mà có trắng tinh, nếu mà em đi kỹ thuật ổn thì em đi trắng tinh được nhé. Thử môi thâm bẩm sinh. Mình đi hết màu trắng thôi, đi lau đi, đi tiếp màu cam tươi luôn hay phải đợi một thời gian? Đi hết màu trắng, cho môi trắng sau đi đi cam tươi luôn nhé. Đi cam tươi luôn và sau 2 tháng bắt đầu mới phun màu nhé. Còn mấy bạn lát nữa anh inbox cho các bạn nhé.
môi bị xăm, bị lem viền. À, nếu như mà môi bong rồi mà thấy hiện tượng đen lem viền nhá, thì chúng ta có thể dùng màu hồng da ấy, màu hồng nude ấy. Sau 1 tháng đến 2 tháng màu hồng da, màu hồng nude các bạn phun vào cái phần lem đấy của mình thì bong da nó cũng nhạt đi. Hoặc các bạn có thể đi kim trắng nhá, đi kim trắng các bạn có thể bôi thuốc mỡ tetracycline vào cái phần loang của mình và đi kim trắng không ấy thì bong da nó cũng nhạt đi nhá, làm khoảng 1-2 lần là ok. Phun môi xong để môi khô 2 ngày, không động chạm gì đến, không bôi dưỡng, không gì cả nhá. Cố gắng môi thật khô 2 ngày đầu tiên càng tốt để cho môi lên vẩy nhá, không bôi gì lúc này cả. Sau đến ngày thứ 3, thứ 4 bắt đầu mới bôi dưỡng kích màu nha các bạn nhá. Tóc đẹp thiên thoan ơi, vì thế thì 2 tháng sau là những chỗ thâm thì em vẫn xử lý thâm vào những chỗ thâm, sau đó phun màu môi lên bình thường nhá. Thảo Nguyên ơi, đi vậy được nhá, đi kem ba tròn sau đó khâu cuối có thể đi ba dẹt để đánh bóng cũng được, không vấn đề gì nhá. Đi được nhá, các bạn cũng, thực ra mình dạy là một phần thì các bạn cũng không cần phải dập khuôn quá đâu. Các bạn có thể đi kem ba tròn sau đó các bạn dùng kem dẹt các bạn đánh bóng, nó giống như một dạng đánh bóng lên trên bề mặt ấy thì môi nó sẽ bóng hơn. Sau khi xăm môi thì dùng thuốc gì cho khách giảm sưng và viêm? Nếu như trường hợp mà các bạn thấy môi khách quá sưng nhá, môi khách quá sưng và khách nói là da khách dữ thì các bạn kê luôn kháng sinh như khách uống, kháng sinh alpha choy nhá, cho khách ăn uống và đặc biệt là bảo khách đi mua vitamin C dạng viên uống nhá, để cho nó tăng sức đề kháng, cho nhanh lành môi. Nếu mà bầm thì uống long huyết nhá. Làm môi 2 tháng rồi mà không lên màu, bị thâm là chứng tỏ em khử xử lý thâm chưa kỹ rồi. Phải làm lại thôi, xử lý thâm kỹ hơn thôi. Khi phun mà không thấy bám màu, phun xong bám tí xíu. Nguyễn Nhi à, chị ơi, phun xong mà không thấy bám màu thì xem lại kỹ thuật nha. Xem lại kỹ thuật nha. Bảo Hiền Vi, cô giáo Vi trong Sài Gòn kiểm tra lại kỹ thuật cho chị nhá. Thạch Thảo, môi thâm nhiều, khử thâm xong em đi màu luôn hay để 2 tháng sau? Mình vừa hướng dẫn rất kỹ rồi, môi thâm đen bẩm sinh các bạn phải phân biệt được tình trạng thâm nhá. Thâm đen bẩm sinh thì các bạn xử lý sau 2 tháng mới phun, còn thâm vừa thì các bạn xử lý như mình vừa nói và đánh màu được luôn. Môi bị sẫm xử lý sao là như nào? Môi bị sẫm là hạ màu á. Các bạn muốn hạ màu môi, ví dụ môi quá đậm thì các bạn có thể phun màu hồng da được. Phun màu hồng da là sẽ nhạt màu đi nhá. Màu hồng da hoặc màu baby, hoặc cái màu xử lý thâm của chúng ta cũng là màu nhạt đi. Huyền My ơi, nếu mà đi màu trắng không đều chóc da nhìn nó sẽ cũng long lăng lổ lổ đấy nhá. Môi phun xong ngày sau có cần? Chị vừa dặn về phần vấn đề dưỡng sau môi đấy Kenby, để ý nghe mà chứ. Sau phun xong là chúng ta để cho môi khô 2 ngày, không được bôi cái gì nhá. Để cho môi khô tạo vẩy nhá, chúng ta bôi nó rất dễ bị lên mụn nước đó. Hứa Thắm ơi, chị vừa nói rồi, mọi người để ý nghe chị nhá, để chị không phải nhắc lại nhá. Bị mụn nước thì chúng ta sẽ cho khách nhúng môi vào cái bát nước muối, nước muối 0.9 ý. Sau đó là cho khách bôi Acyclovy hoặc là Mango Herpin 5% nhá, bôi vào vết mụn rộp thôi và bôi ngày 3 đến 4 lần nhá. Long huyết là thuốc bắc hay thuốc nam gì đấy, không phải thuốc tây đâu em. Uống lành lắm, không vấn đề gì đâu. Chị Nguyễn Nhi ơi, chị Nguyễn Nhi ơi, inbox riêng cho em để em xem lại về cách kỹ thuật của chị nhá. Chị ơi, phủ bóng collagen thì lượt cuối pha collagen vào mực. Đúng rồi em, đúng rồi Suka nhá. Chị Nguyễn Nhi ơi, inbox cho em nha. Nếu như mà em khử lý thâm chưa kỹ mà bong da nhìn vẫn thâm thì 2 tháng sau em phải xử lý lại cho khách vào cái phần thâm thôi. Thu xương đậu uống Acyclovy và uống Ampatroy là hai cái thuốc đấy là thuốc tây nhá. Acyclovy thì có mụn rộp thì chúng ta uống, cho khách uống. Hôm trước làm cho khách xong dặn khách là không bôi ngay, đợi nước mô nó ra hết, nhưng
Về khách bôi làm ẩm, bây giờ chóc ra môi trên vẫn ẩm. Em cho khách bôi giờ môi. Em cho khách ngâm nước muối cho mình nhá. Ngâm nước muối xong là nó xe liền cái vết ẩm đấy nhá. Lấy nước muối cho vào bát, ngâm vào môi khoảng 2 đến 3 phút, nhấc lên lấy môi thấm lấy bông thấm khô là cái môi nó xe lại liền nha. Để cho môi thật khô nhá, nó không bôi dưỡng một chiếc gì đâu, môi mà ướt là không bôi dưỡng gì đâu. Cảm ơn Melad ạ. Pha collagen vào mực phun trực tiếp. Em ơi, pha collagen là phun cuối cùng nha. Nếu như em pha collagen vào môi em phun như bình thường là rất sẽ lâu bám mực nhá. Phun cuối cùng sau khi em phun xong rồi em mới pha collagen. Mua khách mới phun nhưng khách dùng cà phê nên bị sẫm không tươi trường hợp đấy. Thực ra nhá, cái cà phê nó không ảnh hưởng quá lớn đến cái màu môi của khách đâu em nhá. Không quá lớn đâu. Nó chỉ là ảnh hưởng chút xíu thôi. Có thể là mình phải xem nên là mình cứ thâm cho khách kỹ chưa nên là màu sẫm nhá, hoặc cái mực của em pha màu có sẫm quá không. Lưu ý là các bạn pha màu nên pha thêm màu cam mà để cho nó tươi môi, nó không bị xỉn màu nhá. Đó, trường hợp tươi không tươi các bạn cứ cho nhiều cam mà thì đã tươi môi nhá. Chị Hà. Thầy giáo ơi. Thầy giáo ơi. Môi bị loang à? Môi bị loang bài sau nhá, vậy chị sẽ hướng dẫn kỹ. Môi bị loang nó có rất nhiều vấn đề cho nên bài sau chị sẽ dạy kỹ. Pha đỏ cam mà màu không tươi á. Pha đỏ cam như nào mà màu lại không tươi được? Đỏ cam thì thông thường màu môi tươi mà. Ngọc Ly ơi, chị có màu nhá. Nó xe rồi và đóng vẩy rồi nhưng hỏi cô là liệu có bong được không? Có thể bong chứ. Sẹo thì cũng chưa biết được đâu, bảo khách phải ăn kiêng thật cẩn thận nhá. Cố gắng đừng có ăn rau muống, trứng hay là tôm cua hải sản gì nhá. Có môi bị sẹo đấy, các bạn đi sâu kim quá mà khách không ăn kiêng được là rất dễ bị sẹo nhá. Cho cam nhiều vào mà cứ bị xỉn. Cho cam nhiều mà cứ bị xỉn á. Trường hợp này hơi lạ nhá. Xỉn 3 tháng sau còn xỉn hay là 1 tháng xỉn. Nếu như 1 tháng xỉn là chuyện bình thường rồi nó sẽ tươi lên, còn nếu mà 3 tháng rồi môi vẫn xỉn là phải xem lại kỹ thuật nha. Xem lại kỹ thuật xem mình có đi mạnh tay quá hay không. Môi thơm ít em khử cam không được nhá. Cam không cũng được nếu như cảm giác môi nó chỉ nhẹ 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 thôi thì đi cam không cũng được nhá. Sao em không thấy da màu đỏ cam mà toàn da màu hồng xỉn? Có thể là em... màu Hàn Quốc thì thường bong da nó hơi nhạt màu với môi. Như Hàn Quốc thì màu lông mày đẹp thôi. Còn màu môi thì nó sẽ hơi nhạt nhá. Còn nếu mà xỉn thì nhiều khi có thể do kỹ thuật của em đấy nhá. Có thể em đi hơi mạnh tay nhá. Thường là các bạn đi mạnh tay mà lấy cốt lớp vẩy bong da. Lớp vẩy các bạn càng dày thì cái màu của nó càng không chuẩn nhá. Cấp vẩy các bạn mỏng thôi, đi nhẹ tay thôi thì cái màu của chúng ta sẽ chuẩn hơn. Ok, có câu hỏi nào hỏi thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Các bạn nào có câu hỏi thì có thể cứ comment vào thì mình sẽ trả lời sau nhé. Bởi hôm nay cũng 10 rưỡi rồi nhá. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bạn nào có câu hỏi gì thì cứ comment mình sẽ trả lời nhé. Tạm biệt các bạn. Môi Mỹ lại càng nhạt màu nhé Thanh Hương Nguyễn. Tại vì châu Âu nó với châu Á mình nó sẽ hơi nhạt màu nha. Ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.